Ở bữa nay anh em gọi đồng chuyển rìa đang gáp máy chuyển đồng khác nha. 4 chiếc. Tình nguyên cái bãi đất trống rộng mênh mông luôn thấy không? Đây. Khu đồng bên kia nha. Để vòng qua đây luôn nè. Qua đây đi cái đường này ở ngoài cũng. Gặp 3 chiếc thì giờ còn 1 chiếc đang gặp nữa nha. Thì quay 4 chiếc máy nó cho nhà xem đầu máy gì nha. Rồi con này xài cái phổ bánh M15. Bánh đá nhỏ. Nó xài cái dạng 553 nha. Cũng cũng Mitsu 553. Cái đầu thì G từ T125. Xịn nó dính cái nè. Chạy không dè nè, quá trời xịn. Bên đây máy ZT. Đang gắp bánh nè. Các bánh gân mọt nếu là giọt chỗ anh tài xế già đây thì giả nói rồi yếu rồi tài xế già em cũng răng này châu trong tài xế già này mà ăn nổi rồi vô ra ngoài rồi buông ra ngoài chút nữa nó cái chạy hả trình cái ngát rồi về mày là kiếm cái cây vít về mày... nhà chạy còn ý ổng chạy tê như phục sinh luôn rồi em có không dành để chỉ hả? Quá trời như phục sinh luôn rồi gì á cái bên hàng không biết nói gì thôi. Hello. Giờ anh đang ở đâu vậy? Ấp Phước Bình B á. Bánh này bánh 95. Ôi giờ giờ giết nè, đang giết mình tiếp. Nó quẩn rồi rồi. Nó... lấy cái chổi ra lận. Nó ra vậy. Tới cùng máy này à, bộ này cũng là ZT. Này ZT 155 nha. Cái đuôi thì đuôi Mitsu nha. Mitsu sao là một. Có người một ảnh đây. Cô ảnh xài cái cặp dè này là cặp dè ảnh làm bằng cái nhựa nước nè cả nhà. Đó, cũng bền lắm nha. Lấy 3 thùng hư làm chứ không lấy thùng mới nha, thùng mới tiền mắc lắm. Đó, cào nó cũng lót gì luôn. 2 mét. Nè. Sẽ bằng mũ nha. Mũ thùng 2 triệu đó. Thùng mới là 2. Thùng 4 triệu á. Thùng mới là mấy triệu một cái đó. Anh lấy anh làm vậy nè. Mà anh tại 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 vì nó thùng bể. Đó, qua tiếp bên đây là con máy này, con máy TF. Tôi ép 150 nha. Đó. Cuồng dặn mà ha. Bộ titan. Bộ cào inox. Cào này cũng 2 mét luôn. Bánh thì 95 nha, 95 không. Nó bị bọc làm mỗi cây người làm mỗi kiểu khác nha. Nghe. Cặp dè này thì dễ nắp. Ở sát giới nhìn thấy là biết. Cào thì cũng y nắp luôn.
Đó, chắc bánh bánh xong rồi này, giờ kinh nó cào để lên. Nó có về này tan nát lại qua rồi. Cái dè cũng bỏ để quay lên kìa. Tại sự mới nó quần banh cái dè luôn nè. Cái dè tay nóc vậy nè, thấy không? Đó. Nóc vậy thôi. Chạy ra bằng thành bao luôn rồi nè. Mà dè nóc ra cái bao. Nó với bờ nóc. Xong chừng đó, chú sẵn rồi. Chú sẵn xong cái đó, bắt đầu rút. Nó quần nha. Gắn cái kia viết lên. Viết ăn đi nè. Nó nhìn thấy bãi được trống không? Rộng thênh thang gấp máy thoải mái luôn. Rồi, lại coi anh tài xế nên quay máy anh đi kìa. Rồi nổ máy đi. Quá khứ chưa? Chưa lên ga không chạy nha. Cái tờ nổ nghiêm tay chưa? Từ chiếc nha. Nói vậy là lên chạy tới động cái mình hạ máy chứ mình gáp xuống rồi mình chạy chạy tiếp nha. Đó. Bữa nay cái video mình sẽ cái nào tới đây tạm dừng nha. Cái nhà xe cũng nhớ ủng hộ lên cái kênh nha. Cũng nhớ cho mình một like, sẽ một ký nha cả nhà. Rồi chào cả nhà.